đừng bao giờ quên uống nước 4 lúc này. Việc uống bao nhiêu nước thực sự phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể, mức độ hoạt động, điều kiện môi trường, do đó hãy uống theo nhu cầu của cơ thể. Vì điều kiện sinh hoạt và làm việc, nhiều người có thể quên uống nước. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý có 4 thời điểm bạn đừng bao giờ quên uống nước. 1. Sáng sớm, ngay khi thức dậy. Buổi sáng là một trong những thời điểm tốt nhất để cung cấp nước cho cơ thể. Uống 1-2 ly nước khi thức dậy có thể giúp chống lại bệnh tật và tăng cường hệ thống miễn dịch. Bởi cơ thể không được cấp nước khi đang ngủ, nên khi thức dậy đã mất nước. Để có một khởi đầu tốt hơn, hãy vắt từ vài giọt đến nửa quả chanh vào ly nước đầu tiên để tăng cường dưỡng chất thực vật chống oxy hóa, vitamin C và kali. 2. 30 phút trước bữa ăn. Nghiên cứu cho thấy uống 500ml khoảng 30 phút trước giờ ăn đã giảm gần 13% calo tiêu thụ. Nước có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý cân nặng. Uống một ly nước trước bữa ăn có thể giúp cảm thấy no hơn và ngăn chặn việc ăn quá nhiều. 3. Giữa buổi chiều. Uống ít nhất một ly nước vào giữa buổi chiều để chống lại sự mệt mỏi. Mất nước có thể là nguyên nhân gốc rễ gây tình trạng uể oải vào giữa buổi chiều. Vì gần 3/4 bộ não là nước, thiếu nước khiến cho các mạch máu trong não co lại. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp, trí nhớ ngắn hạn, khả năng chú ý và sức chịu đựng. Vì vậy, nếu cảm thấy mệt mỏi và uể oải, đừng uống caffeine. Đơn giản là chỉ cần uống nước là có thể giúp hồi phục. 4. Uống 1-2 ngụm nước trước khi đi ngủ. Đừng uống 1-2 ly nước trước khi đi ngủ vì sẽ dẫn đến thức dậy vào giữa đêm làm gián đoạn giấc ngủ. Từ đó khiến cơ thể bị biến động hóc môn trong thời gian dài, có thể khiến cho tim gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị một ly nước ở cạnh giường vào buổi tối, đề phòng khác thì uống 1-2 ngụm. Nghiên cứu gần đây cho thấy uống nhiều nước gần giờ ngủ có thể gây hại cho tim. Tất nhiên, ngoài những thời điểm thường nhật kể trên, cũng đừng quên uống nước trong khoảng thời gian tập thể dục hoặc khi đổ mồ hôi, cũng như trước khi tắm, khi đau đầu hoặc bị cảm sốt.